cái đó là thông tin liên quan tới Michael Strategy các bạn. Bây giờ đó thì rất nhiều người chờ đợi tại vì chúng ta bây giờ vẫn trong quý 3 thì hết tháng 9 này sẽ hết quý 3 và sau đó trong tháng 10 đó sẽ có cái thông báo tài liệu tài chính của công ty MicroStrategy trong quý 3 như thế nào Và bây giờ mọi người đang chờ đợi xem coi là công ty MicroStrategy đó Khi mà không cần phải khai kế toán như là trước đây nữa Các bạn đã nhớ thường chia sẻ về cái uh, quy định kế toán đó mà các bạn lưu trữ Bitcoin Mà nếu như Bitcoin giảm giá các bạn phải điều chỉnh lại trên văn bản kế toán mặc dù là chưa bán Thường đã chia sẻ chi tiết hơn trong uh, cái video cái tài khoản chừng vài ngày như thế nào muốn hiểu hơn đó Có thể xem video đó Nó cực kỳ quan trọng luôn các bạn liên quan tới quy định kế toán Bây giờ quy định kế toán cũng đã thay đổi tại vì có sự xuất hiện của crypto các bạn Thì mọi người đang chờ đợi xem coi là công ty MicroStrategy khi mà không cần phải trừ vào cái thu nhập tại vì Bitcoin xuống giá nữa Thì sẽ cho chúng ta có một cách nhìn rõ ràng hơn về kế toán của công ty MicroStrategy thu nhập ra sao à, Và nhiều người cho đây sẽ là cực kỳ tốt Tuy nhiên theo cái quy định thuần độc đó là sẽ bắt đầu vào năm 2025 Nhưng mà những công ty có thể áp dụng sớm hơn Thuần không biết là trong trường hợp nào áp dụng sớm hơn Chúng ta tiếp tục chờ đợi xem coi là MicroStrategy sẽ như thế nào Và đối với cổ phiếu đó Thuần cũng theo dõi mấy ngày hôm nay Xem coi là người ta có cái nhìn lạc quan hay không Thì các bạn thấy được là tuy chỉ số Nasdaq đã giảm liên tục 4 ngày Nhưng mà MicroStrategy đó cũng là một phần của Nasdaq các bạn Thì chúng ta thấy được là cổ phiếu MicroStrategy không thay đổi nhiều Thậm chí kết thúc cuối tuần đó thì đã tăng lên là gần như một phần các bạn ngày thứ sáu và các bạn cũng đừng quên đứng sau lưng Michael là gì Thùng đã từng chia sẻ nhiều lần nhưng mà Thùng muốn nhắc lại để các bạn nhớ đó chính là những công ty như là Vanguard Group các bạn công ty Vanguard sở hữu 9 của Michael BlackRock các bạn sở hữu hơn 6.6 phần trăm công ty Michael Fidelity sở hữu 3.5% và những cái quỹ khác như là Two Sigma, Morgan Stanley, Susquehanna Rất nhiều những công ty lớn phố là sở hữu cổ phần của MicroStrategy Cho nên khi chúng ta nghĩ lại đó, các bạn đã thấy được là MicroStrategy là một cái công ty nó quan trọng cỡ nào Chiến lược của MicroStrategy là một chiến lược mà đã dẫn đến họ có cái sự ủng hộ rất đông Đến từ phố Wall các bạn Phố war ủng hộ crypto hiện tại Tại vì nó mang lại lợi ích Những quốc gia ủng hộ crypto Tại vì nó mang lại lợi ích các bạn Nhiều công ty ủng hộ crypto Tại vì nó mang lại lợi ích Những ứng cử viên tổng thống ủng hộ crypto Tại vì nó mang lại lợi ích Nói chung đó Các bạn thấy được là crypto là một cái gì đó đó Một tiếng nói chung Nó chỉ liên quan tới lợi ích mà thôi các bạn cũng giống như là khi các bạn nhìn vào cái hoạt động của mạng lưới Bitcoin đó Thì các bạn sẽ thấy được là từ những người chạy máy nô đến những cái thợ đào Tất cả đó đều có một tiếng nói chung đó chính là lợi ích Mạng lưới Bitcoin đó vẫn chắc hoạt động cho đến ngày hôm nay đó Không phải là dựa vào là mọi người yêu thích Bitcoin Tất cả đều là người tốt Không, mạng lưới Bitcoin chỉ dựa vào là lợi ích mà thôi các bạn, miễn là lợi ích tồn tại, con người còn lòng tham Thì mạng lưới Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục hoạt động Tại vì hoạt động mạng lưới Bitcoin một cách đúng sẽ tốt hơn và có lợi hơn là tấn công bằng lưỡi Bitcoin Và Thuận biết đó vẫn có rất là nhiều những cái quan điểm là Bitcoin đã lỗi thời, Bitcoin là blockchain đời đầu Thật ra tôi nghĩ đó không phải là cách chính xác để mà nhìn vào Bitcoin đâu các bạn Chúng ta cần phải nhìn vào vị thế của Bitcoin, vốn hóa của Bitcoin, tính thanh khoản của Bitcoin như thế nào Đó là điều mà những tổ chức đầu tư họ quan tâm đến Chứ không phải là cái công nghệ Bitcoin áp dụng so sánh với những cái công nghệ khác như thế nào Và một điều nữa đó các bạn cần phải nghĩ đến là chúng ta sẽ mãi mãi không có một bitcoin thứ hai đâu các bạn có thể chỉ trích bitcoin nó là mạng lưới bitcoin cũng không đủ phi tập trung tuy bitcoin là cái mạng lưới phi tập trung nhất hiện tại nhưng mà nó cũng không đủ phi tập trung nhưng mà thật ra các bạn thấy được là ở trong đời sống nó khi các bạn áp dụng vào thực tế nó sẽ không có như là mong muốn của mọi người các bạn có nghĩ đi tất cả những gì những sáng kiến chúng ta đã từng có đó thì tới cuối cùng nó cũng phải đi theo một cái khuôn khổ đời sống nào đó, một cái khuôn khổ pháp lý nào đó. Giống như là internet các bạn, các bạn nghĩ internet ngày hôm nay đã được quản lý bởi nhiều quốc gia khác nhau, nhiều luật ở trên internet hoạt động như thế nào, trang web nào các bạn được truy cập, trang web nào các bạn không được truy cập, vân vân. Tất cả đều được quản lý hết. Đó có phải là cái suy nghĩ ban đầu của những người mà tạo ra internet hay không? Đương nhiên là không phải rồi các bạn. Lúc đó họ có nhiều suy nghĩ là internet sẽ là một cái phương tiện di chuyển thông tin mà không bị hạn chế, không bị bất cứ một ai can thiệp vào cái đó bây giờ không phải là thật các bạn nhưng mà đó không có nghĩa là internet không hữu dụng không có nghĩa chúng ta không dùng internet và internet bây giờ đó là phiên bản tốt nhất mà chúng ta có thể có cũng giống như là bitcoin đó nó sẽ mãi mãi không thể nào một trăm phần trăm tập trung nhưng mà nó sẽ là phi tập trung tốt nhất chúng ta có cho đến ngày hôm nay và khả năng đó là sẽ không có thêm một bitcoin thứ gì nữa tại vì thường không nghĩ là chính phủ sẽ cho phép một cái gì đó tương tự xuất hiện đó các bạn Bitcoin đã đi quá xa và quá lâu rồi Bây giờ thật sự không có nào có thể ngăn cản được Bitcoin nữa Cho nên họ mới chấp nhận và sau này nếu như mà có một cái gì đó tương tự như Bitcoin đó Thường nghĩ là họ sẽ nhanh chóng dập tắt các bạn Các bạn có thể nghĩ Bitcoin cách đây 10 năm Thì những chính phủ đó cũng có nhiều biện pháp Để có thể ngăn chặn sự tồn tại của Bitcoin Nhưng mà bây giờ đó nó đã đi quá xa các bạn Mạng lưới Bitcoin đã được uh, quá rộng rãi uh, Và có nhiều quốc gia chấp nhận Quốc gia này không chấp nhận quốc gia kia cũng sẽ chấp nhận mà thôi Cho nên không cách nào cấm hết các bạn Và thứ nhì nữa đó là những người chạy nô no, Những người mà chạy những cái máy đào Họ khắp nơi trên thế giới Nếu như mà Thuận là một người mà chạy máy đào Bitcoin Hay là chạy nô no của Bitcoin đó Mà Thuận không thông báo cho ai biết hết Thì làm sao các bạn biết được không cách nào hết các bạn, người ta có thể chạy một cách âm thầm Cho nên muốn tiêu diệt Bitcoin bây giờ hoàn toàn không thể Đó là một cái vị thế cực kỳ đặc biệt cho Bitcoin mà những đồng khác sẽ không có Đó là quan điểm cá nhân của Thuận Các bạn nghĩ như thế nào các bạn có thể comment ở bên dưới Chúng ta chuyển qua nói tới thông tin liên quan tới SEC đi các bạn Để nhắc lại các bạn nhớ đó Thì chuyện gì đã xảy ra giữa SEC và Ripple cho đến ngày hôm nay Các bạn đã biết là sau khi mà thẩm phán Torres Đã ra quyết định XRP không phải là chứng khoán, à, nhưng mà việc công ty Ripple đó bán XRP trực tiếp cho những tổ chức đầu tư đó thì đó là vi phạm, à, tại vì đó là một hợp đồng đầu tư. Nhưng mà công ty Ripple đó bán trên sàn mà người mua không biết là mua từ công ty Ripple đó thì cũng không vấn đề gì. Đó là cái phần mà SEC đang chống đối hiện tại họ kháng cáo nói là không. Công ty Ripple đó cho dù bán trên sàn cũng sẽ là một hợp đồng đầu tư, cho dù người mua không biết là mua từ công ty Ripple đó là một cách gọi vốn thì. SEC đó đang kháng cáo nhưng mà vụ kiện này vẫn chưa kết thúc tại vì còn một phần vẫn chưa xử. Và cái phần đó chính là việc SEC đó cáo buộc hai uh, founder của công ty Ripple là bán chứng khoán trái phép thì uh, nhiều người cho là cái sự kiện này đó cũng sẽ không có thành công đâu các bạn. Tại vì nếu như mà SEC đó phải tốn biết bao nhiêu thời gian để chứng minh được đó là một hợp đồng đầu tư thì làm sao mà hai co founder biết đó là hợp đồng đầu tư uh, và nếu như họ không biết thì làm sao nó là họ phạm luật được cho nên các bạn đã thấy đó là rất là khó để SEC thắng được cái vụ này nhưng mà để có thể kháng cáo bây giờ tại vì cái sự việc vẫn chưa kết thúc thì SEC cần sự chấp nhận của thẩm phán Torres thẩm phán hiện tại công với lại tòa phúc thẩm các bạn và bây giờ đã thẩm phán Torres nói là không có vấn đề gì SEC đã không chấp nhận cái quyết định của tôi thì tôi cho phép kháng cáo nhưng mà tòa phúc thẩm thì vẫn chưa và bên công ty Ripple đó cũng đã đệ đơn nói là không cho kháng cáo tại vì SEC trên căn bản là không hài lòng à, với quyết định liên quan tới XRP nhưng mà bây giờ giống như là dẫn cá chém thớt cho nên muốn kháng cáo à, để không cho công ty Ripple tiếp tục bán token nữa thì bây giờ đó SEC đã đệ đơn lên trên tòa và SEC đã nói gì các bạn biết không SEC khuyến nghị tòa án chấp nhận đơn kháng cáo Ripple và họ trích dẫn đó đã có những vấn đề pháp lý phức tạp đã khiến quốc hội Hoa Kỳ phải xem xét tiền lệ. Điều này đó rất là mắc cười các bạn, tại vì các bạn nên nhớ là chủ tịch Gary Gensler trước đây đó ông luôn khẳng định là chúng ta không cần luật mới, không cần quy định mới gì hết á, cứ giao hết cho SEC, tại vì rất rõ ràng là crypto là chứng khoán dưới sự giám sát của SEC. Bây giờ đó thì sau khi mà SEC đã chịu một vài cú sốc lớn Các bạn đã nhớ là một là về cái dự XRP Thứ nhì nữa đó là về cái dự Drayscale Bitcoin Trust Mà hầu như là Gary Gensler đã không thể phục hồi lại Và bây giờ Gary Gensler lại tuyên bố là quốc hội nên can thiệp các bạn Đó là điều rất là buồn cười các bạn Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là quốc hội đó Chủ tịch Gary Gensler cũng đối mặt với lại rất là nhiều những người không thích ông Trong đó chúng ta có là chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện Là Patrick McHenry Chúng ta có dân biểu Tom Emmer À, chúng ta có những người như là thượng nghị sĩ Ted Cruz Chúng ta có những người như là thượng nghị sĩ Cynthia Lumis Nói chung, ở quốc hội cũng không có nhiều người ủng hộ việc làm của SEC đâu các bạn liên quan đến crypto Và dân biểu thông member đó cũng đã nói là SEC đã dùng quyền lực của mình Đã lạm dụng tiền thuế của người dân để làm những chuyện mà không đâu đâu hết đó. tóm lại là dùng SEC đó giống như là một cái công cụ để tấn công crypto khiến cho Hoa Kỳ thất thoát tại vì nhiều dự án đã rời khỏi Hoa Kỳ nhân tài cũng rời khỏi Hoa Kỳ cho nên SEC đó cần phải được hạn chế quyền lực và dân biểu Tom em đang ủng hộ một số những cái dự luật để mà hạn chế quyền lực của SEC các bạn và chúng ta thường hay nói tới SEC nói chung Nhưng mà thật ra là vấn đề lớn bây giờ đó chính là Chủ tịch Gary Gensler như người nói là cho dù không có Chủ tịch Gary Gensler sẽ có người khác đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Thì mọi thứ cũng sẽ như vậy Thì không hẳn đâu các bạn Các bạn đừng có quên đó, là chúng ta có thể nhìn thấy được là ở SEC hiện tại đây là có 5 ủy viên Và mãi mãi là sẽ có 5 ủy viên các bạn Tại vì như vậy bỏ phiếu đó thì nó mới có cái kết quả Chứ nếu như mà chúng ta có cái số lượng ủy viên bằng nhau đó thì sẽ dẫn đến là bỏ phiếu nó sẽ có nhiều cái trở ngại thì các bạn thấy được tính luôn chủ tịch giao cancel là có 5 người 5 quỹ viên hiện tại bỏ phiếu chúng ta cũng đã biết là ngay thời điểm bây giờ đó hai trong năm người đó chính là commissioner Hester Pierce ủy viên Hester Pierce và quỹ viên Mark Ueda đây là hai quỹ viên mà ủng hộ crypto các bạn hai trong năm người đang ủng hộ chúng ta chỉ cần thêm một phiếu nữa thôi thì mọi thứ ở SEC sẽ thay đổi trong tiktok luôn các bạn và các bạn nên hiểu đó là chủ tịch giao chancellor chỉ giữ chức chủ tịch cho đến khi mà có sự thay đổi liên quan đến tổng thống mới. Cho dù là cùng đảng này nữa cũng không có nghĩa là tổng thống mới sẽ bổ nhiệm ra chancellor và nếu như khác đảng đó thì chủ tịch à, sẽ từ chức các bạn. Tại vì không lý do gì ở lại nếu mà không làm được gì hết, không có sự ủng hộ của quốc hội, không có sự ủng hộ của nhà trắng đó thì rất khó để mà hành sự SEC. Và chúng ta cũng đang đối đầu với lại cái cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp Trên màn hình đó, các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều ứng cử viên Những người mà được khoanh hình vuông đó Tuy có một người đã rời khỏi cái cuộc đấu này rồi Đó chính là thị trưởng của Miami là Francis Wallace Nhưng mà ông cũng là một người mà ủng hộ crypto các bạn Và những người chúng ta biết đó Có liên quan đến crypto hay là ủng hộ crypto đó Là những người còn lại Trong đó chúng ta có Kennedy Chúng ta có Ramaswamy Chúng ta có Donald Trump Chúng ta có... Ron DeSantis và những người khác cũng có thể ủng hộ nhưng mà đây là một trong những cuộc bầu cử mà các bạn thấy được là những cử viên đó cũng sẽ sớm đưa quyết định là họ ủng hộ hay là chống đối crypto G20 cũng đã ra theo quyết định liên quan đến crypto rồi các bạn và G20 đó là đại diện cho một phần lớn của dân số hai phần ba dân số thế giới các bạn thấy được là những hàng trung ương cũng đã có cái cách nhìn rõ ràng về crypto những quốc gia cũng đã có cái nhìn rõ ràng về crypto thì cũng tương tự các bạn một người ra ứng cử tổng thống đó thì cũng phải đưa ra quyết định là ủng hộ hay là không ủng hộ crypto đã trở thành một cái gì đó, đó nó đã thâm nhập vào chính trị rồi phải rõ ràng à, về cái quan điểm của mình và thường không nghĩ ngay thời điểm này sẽ có một cử viên nào đứng ra nói là tôi hoàn toàn chống đối đâu quan trọng đó là ủng hộ bao nhiêu phần trăm mà thôi và ủng hộ nhưng mà sẽ có chiến lược như thế nào ngay cả các bạn thấy được là ở Fed đó, họ cũng rất quan tâm đến crypto ngay cả các bạn đã thấy gần đây đó là phó chủ tịch Michael Barr của Fed trong cái uh, cuộc uh, phát biểu ở hội nghị Fintech ở Philadelphia và đương nhiên nói về nhiều thứ các bạn à và một phần đó là nói về FedNow. FedNow đã bắt đầu rồi nhưng mà phải vài năm sau đó thì uh, mọi người mới bắt đầu là sử dụng FedNow và đương nhiên FedNow là cái bước đầu tiên giống như là một con đường đã được tạo sẵn khi mà có CBDC rồi đó thì sẽ vận hành ở trên Fed nào mặc dù là Fed luôn nói là chúng ta chỉ mới sơ khai thôi thử nghiệm thôi cái mà thuận quan tâm nhiều hơn là thật sự họ đã đi bao nhiêu xa rồi các bạn tại vì những quốc gia mà công bố CBDC công bố là tiến triển họ ra sao và họ đã gần có được CBDC như mong muốn rồi đó không phải là điều mà thường lo lắng nhiều rồi các bạn là những quốc gia như là Hoa Kỳ là lúc nào cũng phủ nhận là sẽ có một CBDC tiền cho được số quốc gia thì tại sao họ lại phủ nhận liên tục như vậy trong khi có nhiều dẫn chứng Ngay cả các bạn đã thấy được là FED đã đăng bản mướn người, một người mà biết về crypto làm việc cho FED để mà tạo ra CBDC nhưng mà trước mặt công chúng thì luôn phủ nhận là FED không quan tâm đến CBDC đâu Crypto cũng không phải là cái gì đó FED quan tâm đến nhưng mà họ thực sự rất quan tâm các bạn Các bạn thấy được là nào đó đã là con đường được tạo ra sẵn rồi giống như là những quốc gia khác đó thì họ tạo cbdc họ thử nghiệm xong mà họ mới nghĩ đến là bây giờ cbdc này hoạt động ở trên mạng lưới nào là phân phối ra sao fed nào chính là con đường được tạo sẵn khi nào mà có cbdc đó thì sự tiến triển sẽ cực kỳ nhanh luôn các bạn nhưng mà fed vẫn luôn phủ nhận nó là chỉ mới thử nghiệm như là ban đầu mà thôi nhưng mà một điều khác nữa được nói đến đó chính là Stablecoin các bạn, điều mà Fed muốn đó chính là stablecoin cần phải được quản lý chặt chẽ hơn. Tại vì Fed nghĩ đó là stablecoin là một phần của đồng đô la. Trên căn bản, stablecoin thế giới đó phần lớn là dựa vào đồng đô la và đồng đô la là đồng mà Fed phát hành. Cho nên về stablecoin đó thì tôi nghĩ là đương nhiên sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng mà câu hỏi là tương lai sau này những ai được quyền phát hành stablecoin và stablecoin đó nó được quyền phát hành ra sao, lưu trữ như thế nào, tài sản nào hỗ trợ? À, và rất rõ ràng đó đã, đã có ai đó nói với lại những công ty như là Tether hay là những công ty như là Circle Tại vì gần đây các bạn đã thấy là họ hoàn toàn đổi hết qua để mà lưu trừ công trái phiếu Hoa Kỳ Tôi không nghĩ đó là họ tình nguyện làm gì đâu Tôi nghĩ là có ai đó nói là nếu như muốn tiếp tục phát triển stablecoin Muốn tiếp tục phát hành những đồng stablecoin này đó thì tiền này phải được xử lý như thế nào và đương nhiên phải dùng để mua công trái phiếu các bạn và sức ảnh hưởng của crypto ra ngày càng lớn hơn à, như là thường chưa chia sẻ tại vì crypto nói chung hay là bình thường nói riêng đó là dựa vào lợi ích các bạn chỉ cần lợi ích tồn tại thì nó sẽ tồn tại và cái sự ảnh hưởng ngày càng lớn các bạn có biết là trên thế giới bây giờ đó đã có 182 hai người trong đó lưu trữ ít nhất là 100 triệu crypto, 100 triệu đô la crypto các bạn. Cho nên khi mà người sử dụng lưu trữ crypto đó giàu có ngày càng nhiều thì sức ảnh hưởng liên quan đến chính trị, liên quan tới kinh tế ngày càng lớn hơn. Điều này là dễ hiểu thôi các bạn, không phải tự nhiên những người ở quốc hội, không phải tự nhiên những ứng cư viên uh, tổng thống Hoa Kỳ những công ty lớn không phải tự nhiên mà họ nghiêng về crypto đó các bạn tất cả đều có lý do hết rồi còn một số những thông tin nhỏ khác tôi muốn chia sẻ với các bạn có một thông tin liên quan tới Ripple các bạn thì Ripple đó họ vừa thông báo là họ mua lại công ty Fortress Trust thì uh, họ đã thông báo trên trang web chính thức thì công ty Fortress Trust này đó là công ty mà sở hữu giấy phép trust tại Nevada cho việc giữ tài sản nó giống như là công ty lưu ký mà chúng từ hay nói tới thì công ty Ripple đó đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ cho doanh nghiệp và hiện bây giờ công ty Ripple đó đã sở hữu hơn 30 giấy phép trên khắp Hoa Kỳ và việc mua lại công ty Fortress Trust này cũng có cái sự ra vào trong đó các bạn tại vì công ty Fortress Trust này đó là được vận hành bởi CEO là Scott Purcell và Scott Purcell đó là CEO của công ty Prime Trust trước đây và đã rời chức vụ vào năm 2020 và công ty Prime Trust đó, các bạn hãy nhớ là công ty mà đã khai bảo vệ phá sản vì lý do là họ đã đầu tư 8 triệu đô la vào Terra Luna À, sau đó các bạn thường là đồng theo USD đã sụp đổ và 8 triệu đó đó hai triệu được của họ 6 triệu là họ dùng tiền khách hàng mặc dù là họ đã hứa hẹn là sẽ không bao giờ đụng nữa tiền khách hàng nhưng mà họ đã dùng để mà đầu tư thì mọi người nói là cái ông Scott Purcell này ông là CEO cho đến năm 2020 thì ông có biết gì hay là không hay là ông nói là ông không biết gì hết đương nhiên ông sẽ phủ nhận tất cả các bạn nhưng mà bây giờ đó thì không triple đã mua lại công ty Fortress thì nhiều người cũng có cái sự lo lắng là không biết công ty Fortress này có giống như là Prime Trust hay không có nghĩa là dùng tiền khách hàng để mà đi đầu tư bừa lãi. nhưng mà các bạn thấy được là con Ripple đó thật sự là rất là giàu họ đã chi khoảng chừng 200 triệu đô la để mà ra tòa với SEC sau đó họ gần đây thông báo là mua lại công ty uh, Metaco với giá là 250 triệu USD nhưng mà giờ vẫn còn tiền để mua công ty Fortress Trust Ripple đã đang mở rộng ra và mọi người đang chờ đợi xem coi là khi nào họ mới thông báo tin tức liên quan tới IPO lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà thường không nghĩ là họ sẽ thông báo cho đến khi nào mà dự kiện về SEC chấm dứt và thông tin cuối cùng đó là chúng ta cũng đã từng nói tới sàn Todex các bạn sàn Todex này đó đã bất ngờ như hoạt động vào tháng 4 năm 2021 và sàn Todex được xem là một trong những sàn lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ ước tính có khoảng là 400.000 người dùng Uh, của sàn này đã bị thiệt hại khi mà họ đột ngột ngừng hoạt động Tổng số crypto mà bị mất đó được ước tính lên tới 2 tỷ đô la, con số cực kỳ lớn Thì uh, đồng sáng lập Todex đó, là người này các bạn thường cũng không có biết uh, người này uh, tên đọc như thế nào nữa nhưng mà người này đã bị bắt ở Albania và đối mặt với nhiều tội danh bao gồm tổ chức tội phạm và rửa tiền Bên cạnh CEO đó, em gái và em trai cũng bị kết án và đối với lại người này đó thì CEO đã bị tổng cộng là hơn 11.000 năm các bạn con số cực kỳ kinh khủng luôn ở tù tới mấy đời luôn các bạn và em trai và em gái đó cũng bị kết án tù tổng cộng là hơn 40 năm trời wow và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus thì giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số nhiều chủ khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn